Vừa mới bắt nó về nè. Ngày xưa thì mình không biết, mình tưởng là con đĩa thôi nè. Cắt cái đầu này nè. Bây giờ là mình mời cả nhà cùng thưởng thức với mình cái con hải sâm này nha. Mình đã ăn qua rồi, cả nhà rất là ngon. Xin chào cả nhà đã đến với kênh ẩm thực và du lịch Sinh TV của mình nha. Hôm nay thì Sinh vừa mới đi lặn về cả nhà. Cái máy mình không có xuống nước được. Thì bây giờ hôm nay mình sẽ dành tặng cho cả nhà một cái món đó là hải sâm đen nha. Thường thường thì mình coi trên mạng rất là nhiều loại hải sâm nha cả nhà. Có hải sâm nâu, hải sâm vàng, rồi hải sâm đỏ rất là nhiều. Tại vì đây là cái con hải sâm màu đen ở chỗ mình nó rất là nhiều nên mình không biết đó cả nhà. Mình thấy mấy anh em trên YouTube á, họ làm cái này năm nữa biết được. Bây giờ là mình sẽ chế biến con này nha cả nhà. Nói chung là mình đã từng ăn qua rồi, nó rất là ngon luôn cả nhà. Nó giống như là cái lòng của con bò đó nha. Thật sự ăn nó dai dai, nó hơi bị nhớt thôi. Thì mình thấy nó trị rất là nhiều bệnh luôn đó cả nhà. Mình sẽ để mình sẽ để cho cả nhà xem cái công dụng của nó trên đây luôn ha. Đó. Rồi bây giờ mình sẽ vô chế biến cái con này nha cả nhà. Đây là cái con hải sâm đen của mình nè nha. Mình vừa mới bắt nó về nè. Ngày xưa thì mình không biết, mình tưởng là con đĩa nha cả nhà. Con đĩa thì nó sẽ ốm hơn con này ha. Ốm thì dài hơn, nó phải vậy. Còn con này là con sâm. Đây là hải sâm đen nha cả nhà. Chị rất là nhiều bệnh luôn cả nhà ơi. Hôm nay thì Sinh sẽ cùng với cả nhà bắt đầu chế biến cái loại này ha. Mình đã từng ăn qua rồi cả nhà, rất là ok luôn. Tại hôm nay mình bắt rất nhiều để mình quay cho cả nhà cùng xem luôn. Đây là cả nhà, khi mà nó tại trong đây toàn là cát không cả nhà. Đây, khi mình sẽ gạch ra nè, trong đây toàn là cát không à. Cát nhiều lắm. Đây là mấy cái tua của nó nha, mấy sợi tua dính nè. Anh em nào ở biển hay đã từng ăn qua sẽ biết ha. Mình sẽ trụng, mình sẽ bắt một muỗng sôi ha, mình bắt nước sôi ra cả nhà. Bắt nước sôi để mình trụng nó qua cho sạch nha, cho nó ra bớt cái màu đen này luôn ha. Đó, rồi sau đó mình mới cắt nha. Nói chung tất cả mọi người đều có nhiều cách để làm nó nha. Mình làm theo cách của mình ha cả nhà. Bây giờ mình làm ha. Rồi, nhiều lắm cả nhà ơi. Bự bự không à, cũng có con nhỏ nữa cả nhà nè. Nó có thể giãn rất là dài cả nhà, nó dài lắm cả nhà. Nó để ra nè, nó dài ra tới đây không nè, dài tới đây nè. Nó khi mình bắt cái nước nó dài lắm, nó dài ra tới đây nè. Giờ thục vô vậy đó, thục vô còn như đây nè. Thôi giờ mình làm ha. Còn đây là ốc mà mình vừa bắt về cả nhà. Ốc chỗ mình thì
bị khai thác rất là nhiều nha cả nhà. Tại vì du lịch ở đảo Nam Du này nhiều người ra, nói chung là du lịch ra rất là đông nên bị bắt hết rồi. Chứ lúc trước loại ốc này bự lắm nha cả nhà. Bây giờ hôm nay mình thèm thì mình mua, mình bắt về mình ăn nha. Còn mấy cái loại mà có khi nó bự như này cả nhà, gần tay mình nói bự cái này nè cũng có nha, bự cái này cũng có nè, nhưng mà ta khai thác hết rồi. Ốc nón cũng cỡ này nè, cái nhà ốc cũng cái này không nè, thấy không, ốc rất là nhiều ha. Hôm nay thì mình đi lặn chỗ này nè, với lại mình được thêm một cái mọc ghẻ nữa cả nha, một cua à, cua nè đảo mình nè nha, thấy không à, cua đó cho cả nhà xem nha. À, mình đã lấy càng ra hết rồi, giờ lấy mình ra, tại vì lúc mà mình bắt nó đó cả nhà thì sợ nó kẹp nên mình đã lấy càng ra hết đó. Mình ra mình càng ra càng ha. Cái này thì mình ram me hay là mình ram ngọt ngọt kia đó, mặn mặn, ram muối cũng được, múc múc nè. Đây cái càng cái này cũng ngon cả nhà, cũng ngon lắm, không có gì đâu, càng cái này cũng ngon nè. Cái này là mình đâm ha, là càng cua nè, cua đá bự cả nhà, bự ghê không. Còn cái loại bự hơn nữa nha, có nhiều khi mình bắt không được nữa cả nhà, nó xảy nữa, bự hơn cái càng này nữa, càng này là cỡ này không đó. Cua nè, mình có hai loại ha cả nhà. Đây là ở đảo mình gọi nó là cua lông nha, nè cả nhà thấy không, nó lông nhiều nè. Đó. Còn đây là cua đá nè cả nhà, mình ở đảo mình hay gọi nó cua đá, không phải là của cái càng này đâu nha. Cả nhà thấy không, nó khác liền không? Đây mình nói cho cả nhà xem ha. Đây là của con cua này nè, à, đây là cua đá đảo mình nè, à, đảo mình sẽ gọi nó là cua đá ha, à, cái càng của nó đó, đây là càng của nó nè, cả nhà thấy không đó. Đây để mình kiếm cái càng cua lông của nhà xem ha, càng cua lông nhỏ nhỏ đây, đây cả nhà thấy không, đó, nhà thấy không, đó, nó khác nhau được thấy không, đó, hai con, đó, đây là cua lông ha, còn đây là cua đá ở đảo mình nè, rồi. Rồi bây giờ đầu mình chuyển qua mình đi làm mấy con hải sâm này nha. Làm xong một phần công đoạn thôi, chung là mình còn cắt nó ra này kia nữa nha cả nhà, cho nó sạch nữa. Bây giờ là mình sẽ bỏ nó vô muối cho nó ngâm cho sạch nha cả nhà. Nghĩa là mình cắt nó ra để mình lấy, nghĩa là mình cắt từ trên xuống dưới ra để mà mình lấy cát với lại này kia sạch sẽ thôi cả nhà, chứ không có gì khó khăn hết trơn á. Cái nãy mình ngâm á là để cho nó giòn lên, rồi bỏ thêm đá cho nó giòn thịt lên nhà, rồi sau đó cái mình bỏ thêm giấm rồi mình rửa cho sạch sẽ vậy thôi à. Sau đó cái mình đem lên chế biến bình thường vậy đó. Còn ai muốn sạch hơn thì mình bỏ thêm chút giấm ha. Mình thì vừa rửa muối xong, sau đó cái mình bỏ thêm giấm vô nữa vậy thôi đó, cho sạch hơn nữa. Mình bỏ thêm một cục đá nữa vô cho nó giòn nha cả nhà. Đó, bỏ thêm cục đá vô cho nó dần giòn thịt ha. Đó. Thì cái cách của mình là vậy đó, dạy tùy theo mỗi người thôi. Cả nhà thấy không, nó phai màu nè, cái lỗ đó nè, lỗ đâu à. Cái này nó phai màu ở nhà ha, nó phai màu nè, mình cái thằng bỏ muối vô mình chà chút thôi, thấy chưa, nó phai màu của ta nè, phai màu nè. Để đem mình để trong vòng cỡ 15-20 phút nữa đi ở nhà ha, sau đó cái mình bắt đầu làm sạch nó nha. Thank you.
em cái này nè. Đó đó. Mình nè cả nhà, đó, đây là công đoạn mình đã làm sạch sẽ hết trơn nha, nghĩa là mình đã lấy ra hết ba cái đất này kia của nó rồi. Đó, cái này để lát mình chà kỹ hơn nữa. À, mình có đem một chai chai giấm đây nè, rồi miếng muối nữa cả nhà. Đó, mình sẽ rửa nó qua một miếng muối nha. Tùy theo mọi người thôi, có người thì rửa bằng muối xong không rửa giấm, còn mình thì vừa muối mà vừa giấm, nghĩa là mình sẽ rửa muối trước sau đó tới giấm ha. Thì bỏ cái đây cả nhà. Thêm nước đây, cho thêm muối ha, để mình sắc khuẩn chút. Rồi mình rửa nó sạch sạch xíu thôi, mình rửa cái này nè. Rồi là thấy không, cái nước nó vẫn ra nè, nó bị lợt đó nè. Mình rửa muối á, mình để cho nó để cho nó ráo xíu, rồi sau đó cái mình rửa giấm cái nữa ha, rồi mình sẽ sắc nó ra ha cả nhà. Bây giờ mình sẽ rửa giấm một lần nữa cả nhà, sau đó mình đem đi tủ lạnh cắt ha, ngày mai mình sẽ sắc nó ra ha. Rồi đây mình sẽ đổ miếng giấm vô nè, đó ít thôi cả nhà, không cần nhiều đâu, đó vậy thôi được rồi đó. Rồi nhỏ nhỏ thôi cho nó thử mùi ha, cái này mình làm cho nó thử cái mùi tanh thôi, nó cũng có tanh mấy đâu cả nhà, cái là mình làm cho nó thử cái mùi cho nó sạch chút là được. Đổ miếng nước vô cho sạch đó. Dạ. Bây giờ mình sẽ bỏ hải sâm đen vào đây nha mấy nhà, lột nha. Rồi mình cắt cho tủ lạnh, ngày mai mình sẽ sắc tiếp nha. Rồi ok. Giờ đang mưa cả nhà ơi, bây giờ là mình ăn miếng cháo xíu nè, để giờ mình làm một cái cháo ha. Rồi cỡ tầm trưa trưa 11 giờ vậy đó, mình làm miếng hải sâm mình ăn cả nhà. Cả nhà nha, đây là cái ngăn nha cả nhà. Không mình. Mà cả nhà nha. Hôm nay thì mình có mua cải chua nữa nha, mình sẽ làm với cải chua nha, xào hải sâm với cải chua nữa nha. Đó, đây là hai bẹ cải chua mình vừa mới mua nha, nha. Rất là thơm ngon luôn. Đây một bẹ, đây một bẹ nè. Đây là bẹ bự nữa nha. Ở chỗ mình thì người ta cũng hay bán mấy cái dưa chua này nha, nhiều loại khác lắm. Một cái cải chua này nè, về mình xào với hải sâm nè, hải sâm đen của mình nha cả nhà. Ok, giờ bây giờ bắt đầu mình sẽ làm hải sâm nha cả nhà. Mình có nấu thêm cái nồi cơm để ăn nha cả nhà, ăn cơm với hải sâm luôn. Cái nút xuống là xong. Ok. Thank you.
Bây giờ là mình sẽ cắt hải sâm ra từng miếng vừa ăn nha nhà. Cả nhà thấy không, nó giống cái lòng bò vậy đó. Thấy không, giống lòng bò vậy đó. Nó giờ nhìn nó giống có gan nhá. Nó đổ về đây rồi. Cái này bỏ qua tủ lạnh cái nhà, nó hơi còn hơi cứng cứng chút. Cả nhà thấy không, nhìn nó giống như là một cái lòng cuốn bò ha, tựa thôi chứ không giống mấy đâu. Cả nhà thấy không, đây là con bự nha, con bự thì nó mới ra được cái hình hài vậy nha cả nhà. Mình trụn nước sôi xong thì nó ra hết đi cái màu đen, nó lợt luôn cả nhà, giờ nó ra cái màu như thế này nè. Giờ mình sắc dừa dừa thôi, nhàm sắc sắc ở đây là mình ăn. Chúng mình xào với cái này, đó, mình xào với cải chua. Cả nhà ơi, mình đã làm xong hết tất cả mọi thứ rồi, với lại hải sâm nữa rất là ngon. Bây giờ không để cả nhà chờ lâu nữa, mình mời cả nhà cùng vô thưởng thức cái món nhân sâm biển này nha, của các nhà quý tộc ngày xưa ta hay thưởng thức đó cả nhà. Bây giờ thì khác rồi, bây giờ ai có tiền thì mình thưởng thức thôi, đúng không nhà? Còn không thì mình đi bắt giống mình vậy nè. Đó, ở biển mình nhiều lắm rồi nha, nên là mình lặn trước nhà mình cỡ 5-6 giờ thì lúc đó nó ra hải sâm, nó ra nó ăn uống rất là nhiều. Giờ đó thì nó ra nó ăn chuyện của nhà. Có khi giờ này nó cũng ra nữa, nhưng mà hải sâm đen nó ra giờ nào nó không ra nha, hải sâm đen á. Nó tùy theo chỗ thôi, ở chỗ mình lúc trước đây nhiều lắm. Thôi bây giờ không để cái nhà cho lâu nữa, mình chúng ta bắt đầu thưởng thức cái món nhân sâm biển này nha. Mời cả nhà. Bây giờ là mình mời cả nhà cùng thưởng thức với mình cái con hải sâm này nha. Mình đã ăn qua rồi cả nhà, rất là ngon. Mình có từng ăn hải sâm nâu luôn. Còn đây là hải sâm đen của mình nha. Cái loại đen này ở ngoài thì rất là nhiều. Mình mời cả nhà nha. Trời ơi, nó dai ngon cả nhà, nó dai sực sực ngon lắm nha. Giờ mời cả nhà thưởng thức thêm cái miếng này nữa nha. Đây là cả nhà thấy không, cái miếng này nó có cái răng nè. Ôi, mình mời cả nhà ăn hải sâm với mình nha. Đây là cái miếng sực sực dài này cả nhà, dai chứ. Mời cả nhà nha. Trời ơi, nó dai đã mà nhà, ngon đẹp.
nói chung là nó không có một cái, nhưng mà nó lạ cái nhà, có bỏ chút bột bọt với lại nước mắm vô thì cái vị của nó sẽ vừa đủ ăn luôn, nói chung là ngon đó nha, cộng thêm cái miếng cải hơi mặn mặn nữa. Nói chung là đây là cùng một cái miếng hải sâm rất là ngon, rất là thưởng thức luôn. Cả nhà hãy thưởng thức thử cái món này đi. Cả nhà nhớ là bắt cái loại bự nha, đừng bắt cái con nhỏ. Bắt con nhỏ thì nó sẽ không có cái đường gan, ăn nó không có ngon. Nói chung là nó vẫn còn nhỏ. Mình bắt cái loại to như sinh nè, mình ăn nó dai dai sực rất là ngon luôn cả nhà. Giờ mà cả nhà thưởng thức tiếp nha. Bây giờ mình thưởng thức tiếp cái con hải sâm này nha nhà. Rồi mình ăn vô mình ghiền luôn cả nhà, nó ngon lắm cả nhà. Cả nhà thấy cái đường gan nó đã không? Lần sau mình có bắt thì mình sẽ bắt con bự ha, con bự nó sẽ có cái ăn ngon hơn, đẹp hơn, ngon cả nhà, mọi cả nhà nha. Trời, nó dai dai sực sực đã cả nhà, ăn thêm miếng cải mặn, nhìn cái chén mắm này, mớt đã không, ớt vô ăn nó đã rồi. Sắc cả nhà biết không, mình sắc bự lắm cả nhà, thì cũng sắc như bự lắm. Khi mình làm á, khi mình xào lên á thì nó teo lại còn như này cả nhà. Mình mời cả nhà nha, quá trời ngon. Nếu mà là cả nhà thấy có lạc á thì mình chấm chút vị mắm thôi, nó hơi mặn mặn chút để mình dễ ăn. Mời cả nhà nha. Trời ơi, ngon chứ nhà ơi. Giống như đang ăn một cái lòng bò hay là đang ăn một cái lòng cá gì đó. Bây giờ sức đã đi. Còn quá nhà. Chấm điểm đi. Kèm thêm ngớt cái chân rồi đã. Mình vừa mới qua nhà ông anh mình, xin anh mình có ít rượu thuốc nha cả nhà. Đây là rượu chuối của ông anh mình hay uống. Rồi ăn miếng sâm này uống chút rượu thôi nha. Mời cả nhà nha. Đây là rượu chuối hột nha cả nhà. Mời cả nhà nha. À trời ơi, nó đã cả nhà ơi. Mời miếng sâm nha nha. Mời cả nhà nha. Dài dài nhà này cũng có bông, thêm miếng củ vô đã, mời cả nhà nha. À trời, đây là một cành nha, thêm có hải sâm với lại có cành ca ngát này cả nhà. Cá này cá tư luôn nhà, bao tư luôn nhà, cũng là ở biển mình luôn á. Cái này ngon cả nhà, chấm miếng. Rồi sắc bự mà giờ teo còn dè nữa. Mời cả nhà nha. Quá ngon cả nhà ơi, ăn không cũng ngon cả nhà, cá đó ăn không cũng ngon, thịt nó ngon, thịt cải mặn nữa nè, chua ngọt ngọt. Thôi mình thưởng thức một miếng nữa thôi, mình xin tạm dừng cái video tại đây nha. Cảm ơn cả nhà đã luôn ủng hộ kênh ẩm thực của mình. Cả nhà ơi, nhớ đăng ký subscribe với lại cho mình một like nha, để mình có động lực để mình ra nhiều sản phẩm ngon hơn vậy cả nhà. Lần sau thì mình sẽ bắt những loại sâm khác hơn nữa để mời cả nhà nha. Chào cả nhà nha, tạm biệt cả nhà. Đồ chấm miếng này cho nó đã, ngon quá. Tròn. Này chai rất tài.